cần phát triển nguồn lực thanh niên, tạo công ăn việc làm để giữ chân lao động trong độ tuổi thanh niên thì mới đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Cần Thơ. Đây là mong muốn của ông Bùi Quang Quy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trong buổi làm việc gần đây với thành phố Cần Thơ. Theo đó, thành phố sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Cần Thơ hiện có trên 308.000 thanh niên, chiếm 24,52% dân số so với năm 2008, đã giảm khoảng 1,5%. Đa phần đã chuyển về khu vực đô thị để học tập, sinh sống và làm việc, chiếm đến 76,5% dân số. Trung ương Đoàn đánh giá Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chương trình hành động về thực hiện nghị quyết 25, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến chăm lo phát triển thanh niên và triển khai nhiều đề án về việc làm, giáo dục đào tạo mà đối tượng thụ hưởng là thanh niên. 15 năm chúng ta triển khai cái nghị quyết 25 này thì phải nói là nó tạo ra một cái sự chuyển biến rất là lớn trong nhận thức của các cấp ủy nói chung, của chính quyền, các địa phương cũng như ở trung ương trong cái việc quan tâm chăm lo phát huy thanh niên. Nên nó có hai cái, vừa chăm lo quan tâm vừa phát huy nữa. Thanh niên như Hiếu phát biểu, xã hội quan tâm, đảng nhà nước quan tâm thanh niên, thanh niên cũng thể hiện trách nhiệm đối với các công việc chung của đảng và nhà nước. Trung ương Đoàn cũng đề nghị Cần Thơ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực thanh niên có tay nghề cao, thu hút nhiều dự án để tạo công ăn việc làm, giữ chân lực lượng trẻ lại quê nhà. Thành phố cần thực hiện nhiều chính sách nâng cao chất lượng lao động trẻ, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ cho rằng cần tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo hỗ trợ thanh niên, phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị và gia đình trong chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ. Tổ chức đoàn nên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa vai trò tập hợp giáo dục thanh niên. Phải tổ chức ra thật nhiều những hoạt động để thu hút được thanh niên tham gia đến với tổ chức đoàn, hội đội. Để từ cơ sở đó chúng ta tập hợp lực lượng rồi làm công tác giáo dục. Thì đương nhiên là không phải chỉ có đảng rồi cấp ủy, rồi không phải chỉ có nhà nước, mà bây giờ mặt trận các đoàn thể cũng phải làm công tác thanh niên. Tức là cái đối tượng mà mình cần phải quan tâm là thế hệ trẻ. Mình nói thanh niên thật ra bản chất là thế hệ trẻ. Và nếu như một quốc gia, một cái địa phương nào không quan tâm thế hệ trẻ, không đầu tư một cách thích đáng thì chúng ta lãnh hậu quả ngay thôi. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau thì nó ngoảnh mặt lại với chúng ta thôi. Cho nên là kiểu gì đối với người lớn phải có trách nhiệm với thế hệ trẻ. Chúng ta phải quan tâm, cho nên đừng ai bao giờ mà so bì tại sao đầu tư nhiều hơn cho đoàn thanh niên hoặc là dành cho công tác thanh niên. Lãnh đạo thành phố cũng cho rằng phải đầu tư thêm các thiết chế văn hóa, tạo ra sân chơi bổ ích và thực hiện nhiều phong trào thiết thực để thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, xây dựng chính sách phát triển thanh niên lồng ghép vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm tạo điều kiện và mạnh dạn giao tổ chức đoàn đảm nhận các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế xã hội của thành phố.